Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình giới thiệu cho anh em tham gia một chuyện này góp collect giao nhận 0.1 token có cái hiệu lực cự sao nè bạn. Một token cự sao 0.45 đô, mình get 0.1 khoảng 45 đô bạn. Để tham gia game này các bạn click phần lên mô tả như video mà tôi đang bấm start. Sau khi bấm start xong bấm cho này góp nha bạn. Rồi các bạn đưa cấp trang nha các bạn. Máy mình hết dung lượng luôn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join vào nhóm chat cho follow trên trailer nha bạn. Join vào nhóm chat nè. Con này chạy trên tảng nghe C20 các bạn ơi. Bạn join vào nhóm chat nha bạn. Rồi các bạn mới đáp lại các bạn follow Twitter nè các bạn. Bạn bấm vào fan nè. Rồi Twitter thì cũng follow nha bạn. Dự án này khá là tiềm năng đó bạn. Có blockchain LC41 của con nở T các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn xuống đây các bạn like và retweet bí thư game nữa các bạn. Các bạn tweet chứ username đi các bạn. Collect. À cộng chứ không. Rồi các bạn test lại nha các bạn. Sau khi các bạn test lại xong các bạn mới đắp lên nè các bạn. Các bạn bấm submit detail nha các bạn. Rồi nó hỏi có chọn nếm chat hay bấm don nha các bạn. Sao máy này kỳ tờ. Tiếp tục thì các bạn gửi lại đường link và profile Twitter của mình thì các bạn mở Twitter mình ra nè các bạn. Bạn nhấp vào bao gánh cùng, nhấp vào một hồ sơ nè. Nhấp vào bao gánh trên đầu nè, nhấp vào chia sẻ nè. Rồi tất cả các bạn bấm vào sao chép liên kết nha bạn. Sao chép cho bạn khai giới tạm nè. Rồi các bạn mới đắp ra lại các bạn. Các bạn dán vào đây nè. Dự án khá là ngon nha bạn. Các bạn cố gắng làm dự án này nha bạn. Rồi bạn gửi cho bot nè. Tiếp tục thì bạn mở địa chỉ với EC20. Các bạn mở địa chỉ với chocolate các bạn ra nè. Các bạn vào một cài đặt, các bạn copy địa chỉ ETH mình nha các bạn. Rồi các bạn bấm nút nhận nè, nút sao chép nè. Rồi các bạn chơi ra nha các bạn. Bắt up ra đây, bạn dán vô đây nè. Rồi các bạn gửi cho bot nha các bạn. Tiếp tục bấm start để cập nhật tài khoản của mình nha các bạn. Rồi các bạn chỉ việc lấy link ghép mình chia sẻ cho bạn bè và người thân để kiếm thêm tốc cần cho tất cả các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.